Sáng nay ngày 25 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch và công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Dự tại điểm cầu tỉnh Long An có Giám đốc Sở Y tế Quỳnh Minh Phúc. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, đã ghi nhận sự xuất hiện của cả hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron trong cộng đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc Covid-19, hơn 8,5 triệu người khỏi bệnh, gần 11.000 ca tử vong. Về bệnh sốt xuất huyết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 136.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 45 bệnh nhân đã tử vong. Đối với các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt rét, sởi, dại, ghi nhận số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, bệnh tay chân miệng gia tăng cục bộ tại một số địa phương hiện chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ, bệnh chim gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân và các bệnh truyền nhiễm nhóm A khác. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam của bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi khác là hiện hữu khi dịch bệnh đã lây lan ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Đồng thời đề nghị các bộ ngành, các đơn vị trực thuộc và các địa phương tập trung để nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine COVID-19, theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19 bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm khác